Hello, xin chào tất cả mọi người. Và trước mắt mọi người đây đang là một số mẫu giày cầu lông cũng như là giày chạy thời trang mà bên Hùng còn sót lại sau một vài đợt sale. Thì bây giờ còn lại một số đôi thì Hùng sẽ làm nốt cái video này để anh em biết là còn những đôi nào còn size để anh em có thể có cơ hội để đầu tư cho mình một đôi giày chính hãng, chất lượng với giá cả rẻ nhất, hợp lý nhất nha. Vậy thì chúng ta hãy đi đến từng đôi giày, Hùng sẽ giới thiệu cho mọi người từng đôi một. Đây là cái giường của Hùng, giường ngủ của Hùng bày giày ra đây. Ok, vậy chúng ta đi trước về giày cầu lông nha. Rồi bây giờ thì Hùng về khoảng 70 đôi giày, nhưng mà bây giờ cũng chỉ còn khoảng chưa đến gần chục đôi. Đấy thì đầu tiên thì Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người mẫu giày đầu tiên. Đây là mẫu giày Li Ning ITM039, mẫu giày sản xuất cuối năm 2017. Có thể nói coi là mẫu mới. Mẫu giày này thì nó thuộc dòng Li Ning Saga với công nghệ đế rất là đặc trưng của dòng Saga này, mọi người có thể nhìn thấy ạ. Đây là một loại đế mà không có một thương hiệu nào có cả. Công nghệ đế độc quyền của hãng Li Ning. Công nghệ đây mọi người có thể nhìn thấy chữ Multiflex, nó đại diện cho công nghệ chống lật. Mọi người có thấy hai cái gờ này ở hai bên không ạ? Đây là công nghệ chống lật, gọi là siêu chống lật luôn. Đi đôi này thì không bao giờ lật cổ chân được, nói thẳng là như thế. Cùng với đó là công nghệ đế cao su non mảnh kinh chống mài mòn cao. Tuy nhiên mọi người có thể quan sát thấy đế của đôi giày này nó sẽ mỏng hơn so với các dòng giày khác một chút. Bởi vậy mà nếu anh em đánh sân bê tông thì Hùng nghĩ là nên đi dòng đế khác. Có thể lên đi dòng đế của đôi sau này, chúng sẽ giới thiệu này, hai đôi tiếp theo này, ba đôi tiếp theo này thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn nếu anh em nào đi sân thảm hay đánh sân gạch hay là đánh lên sân mà nó không có độ gọi là độ mài mòn cao thì mọi người hãy lựa chọn cho mình đôi này. Đặc điểm của đôi giày này đó là nó rất là nhẹ, dáng giày nó rất là thon gọn chân, mọi người có thể nhìn thấy ạ. Đấy, đôi giày này có màu cam kết hợp một chút kiểu nó xám xám đó. Chất liệu của đôi giày thì nó là chất liệu da. Đây mọi người có thể nhìn thấy chất liệu da này, cũng chả biết nó là da gì nữa. Chất liệu da với công nghệ ép nhiệt, mọi người có nghĩa là nó không có may chỉ gì. Công nghệ ép nhiệt, một trong những công nghệ nó hiện đại nhất của hãng Li Ning, và nó thường xuyên dùng cho các dòng giày bóng rổ với giày thời trang. Nhưng gần đây thì họ đã áp dụng dần vào các dòng giày chạy và nó đạt hiệu quả rất là tốt. Chất lượng của công nghệ ép nhiệt này thì mọi người không phải lo lắng là nó không bao giờ bong được nha, mọi người yên tâm, giày hỏng cũng chưa thể bong được. Cùng với đó là chất liệu vải của nó, đây mọi người có thể thấy chất liệu vải của nó thì công nghệ vải này thì nó khiến cho đôi giày nó trở nên thoáng khí hơn là chất liệu da. Đây các lỗ thoáng khí mọi người thì nhìn thấy giày màu xanh. Đôi giày này có cái dáng rất là đặc biệt, nhìn nó rất là bắt mắt, nhìn nó rất là lạ, giống như kiểu robot vậy, giống như kiểu Transformer vậy. Đấy thì đôi giày này giá gốc là bao nhiêu thì chúng ta cùng lật cái hộp nó lên cùng với Hùng. Li Ning đây, mã của sản phẩm Li Ning ITM039-2. Li Ning xếp nó vào đó là badminton training shoe, nghĩa là giày chơi cầu lông. Đây là size 39 2/3 hay còn gọi là size 39.5. Giá gốc của nó mọi người có thể nhìn thấy đây là 499 tệ, tức là giá khi mà vừa mới ra mắt của mẫu giày này thì nó là 499 tệ, quy đổi ra tiền Việt Nam thì nó rơi vào khoảng 1.750.000 tiền Việt Nam. Một nhân dân tệ nó tương ứng với khoảng 3.500 đồng tiền Việt Nam mọi người ạ. Đấy thì đôi giày này đang được giảm giá 1.750.000, còn 920.000 nha mọi người. Về phí ship thì mọi người tự thanh toán, còn quà tặng thì bên Hùng sẽ tặng cho mọi người hai quần cán chống trơn, đặc trị mồ hôi tay và chân tuyệt vời, độc quyền Hùng phân phối nha. Hôm nay thì Hùng cũng vừa mới về 22 thùng quần cán đây, nó rơi vào khoảng hơn 2.000 chiếc, thì Hùng còn chưa kịp bóc hàng, còn chưa kịp giới thiệu đến anh em thì Hùng sẽ làm cái gì đây sau. Về quần cán chống trơn, chân tuyệt vời này thì nó có thể giải quyết cái vấn đề chân tuyệt vời mồ hôi tay cho rất nhiều anh em lông thủ. Gần như tất cả anh em nào mà đã trải nghiệm sản phẩm này bên Hùng mà anh em nào bị gặp vấn đề mồ hôi tay chân tuyệt vời thì anh em đều hài lòng. Và quan trọng là nó giải quyết được vấn đề của anh em, mà giá cả của nó rất là rẻ, chỉ có hai màu vàng xanh nhá, giá chỉ 10.000 một chiếc mọi người ạ, giá chỉ 10.000 một chiếc thôi. Trên cái video này không lấy được nét này, trên để Hùng lấy nét một chút mình giới thiệu kỹ hơn cái quần cán cho mọi người có nhìn này. Trên cái quần cán này trong quá trình sản xuất hình như là nhà sản xuất họ có pha bột chống trơn mà, với cái quần này nó thấm mồ hôi rất là tốt và nó có cái trắng trắng này, sao nó không lấy nét được nhỉ. Đấy, trắng trắng nhìn như kiểu mốc này, nhiều khách hàng hỏi, có khách hàng hỏi chứ quần cán bị mốc à anh, mốc còn ra được. Đây là bột chống trơn nó kết hợp vào quần cán nha. Đấy thì tất cả gần như là 99% khách hàng mà bị mồ hôi tay chân tuyệt vời sử dụng cái sản phẩm quần cán này bên Hùng thì nó đều hợp tay và giải quyết được vấn đề, quan trọng là như thế. Thì đã giúp cho họ tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Rất nhiều khách hàng nói Hùng đó là cái quần cán chống trơn trước họ chỉ dùng được Yonex xịn thôi mà tận hơn 30.000 một chiếc, bây giờ tiết kiệm được hơn 3 lần thì tại sao chúng ta không thử một lần trải nghiệm. Đấy, được, sẽ mua giày sẽ được tặng hai quần cán chống trơn để cho mọi người trải nghiệm nhá. Nếu mọi người mà nghiện rồi thì mọi người cứ liên hệ Hùng để ủng hộ thôi. Cùng với đó thì Hùng sẽ tặng kèm một móc khóa cầu lông kim loại trị giá 25k nữa nha. Đấy, hình quả cầu lông cái vợt này. Để sao điện thoại không lấy nét được. Đó là mẫu giày đầu tiên. Với mẫu giày này giảm giá 1.750.000 còn 920.000. Và với mẫu này thì còn size 39.5, 40 và 42, size 41 hết rồi nha mọi người. Mỗi size thì chỉ còn 1-2 đôi thôi. Hôm nọ thì Hùng giới thiệu với mọi người nhưng mà Hùng không nói là nó có size 39.5, bởi vì Hùng cũng chả nhớ là nó có size 39.5. Đến hôm nay thì mới lôi ra, còn sót lại mấy đôi mới lôi ra, hóa ra mình nhập cả 39.5. Đấy. Tiếp theo, đôi giày tiếp theo. Với đôi giày này thì Hùng cũng chỉ kiếm được size 39.5 thôi. Đây cũng là mẫu giày tầm cao của hãng Li Ning giống như ITM079 và cũng là mẫu giày ra mắt 2017. Cùng đợt luôn. Đây là mẫu giày Li Ning ITM075. Với màu sắc đó là tím kết hợp một chuối màu chuối chuối này, màu trắng đấy. Đôi giày này thì là dòng đế, mọi người nhìn con dòng đế của con này có hầm hố. Đôi này chỉ có duy nhất size 39.5 nha mọi người, bởi vậy mà nó giảm giá rất sâu. Đôi này giá gốc cũng 1.750.000, giảm giá còn có 850.000 thôi. Về phí ship thì mọi người tự thanh toán.
và cũng được tặng hai cuộn cán chống trơn và một móc khóa cầu lông kim loại đấy. Thì ông sẽ giới thiệu chút về cái mẫu giày này. Nó sử dụng dòng đế này, đấy nó sử dụng dòng đế Chenlon TD, tức là dòng đế rút gọn của đôi Chenlon ID. Đây là công nghệ Tubes OS. Đấy thì nó chống mài mòn cạnh như mọi người có thể nhìn thấy. Cái đế của đôi này rất là dày, anh em đi sân bê tông tẹt hay là đi sân thảm đều tẹt hết. Đôi này cũng là chống lật, mọi người có thể nhìn thấy cái này nó làm cao lên. Đây chính là công nghệ chống lật, nó khác với công nghệ Multiflex của đôi trước. Đấy, về chất liệu thì nó kết hợp cũng, đây cũng là công nghệ ép nhiệt, mọi người nhìn thấy không ạ? Cái chất liệu chỗ này nó cũng kiểu da và nó ép nhiệt vào. Còn chất liệu này thì nó là chất liệu vải dệt rất là mềm, rất là thoải mái. Tức là chúng ta đi đôi giày chúng ta sẽ cảm giác là nó mềm và rất là dễ chịu. Và chất liệu vải này thì nó cũng đấy, rất là dễ chịu và thoáng khí. Đã là vải thì rất là thoáng khí. Phía bên trong này thì đây, cái chất liệu bên trong này thì nó cũng rất là kiểu vải thôi, nhưng mà nó rất là êm, rất là dễ chịu, đeo vào thì rất là êm. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy á. Nhìn kỹ đôi giày dòng Chenlon TD, giá gấp 1 triệu cũng 1.750.000. Con này cái đế của nó dày lắm, chống lật luôn. Anh em yên tâm đi, đôi này cũng gần như là hạn chế tối đa được của chân. Đấy thì ông cũng sẽ nhấc hộp nó lên. Chỉ có size 39.5 anh em nhé. Anh em nào đi size 39.5. Thực ra size 39.5 của Liên Ninh nó tương ứng với size 39 của hãng khác nha anh em. Chiều dài đều là 24. Đây mọi người có thể nhìn thấy, có thể lấy nét. Lấy cái kém nhỉ, máy cứt. Ok, mã giày Liên Ninh ITM075. Liên Ninh xếp nó vào badminton training tour giày cầu lông. Size 39/2/3 tức là size 39.5. Chiều dài là 245mm tức là 24.5cm. Size là size 7US 39.5 đấy. Giá gốc cũng là 499 tệ. Đấy thì chất liệu các thứ TPU là EVA các thứ thì mọi người có thể nhìn thấy chất liệu của giày. Đây là giày cầu lông. Chán cái máy này, thích nhờ iPhone 7 Plus lấy led chán lắm. Đấy thì chỉ có size 39.5 thôi, anh em nào đi size 39 hay 39.5 thì liên hệ ông nhá. Có 850 sale đúng 50% luôn, 1.750.000 sale còn 850 sale hơn 50% luôn. Đôi giày này rất là ngon. Nói thẳng cái này chỉ may mắn chỉ dành cho anh em nào size 39.5 thôi. Còn với đôi này thì có size 39.5, 40 và 42. Tiếp theo đôi giày cầu lông tiếp theo. Mã giày là Niling AITM081 màu xanh dương. Đôi này chính là lựa chọn của Hùng. Năm trước Hùng đi đôi này và năm nay Hùng tiếp tục đi đôi này nhưng Hùng đi màu trắng. Chắc là nhiều anh em cũng đã được Hùng giới thiệu đến trong những cái video của Hùng rồi, nếu anh em để ý. Thì đôi này nó áp dụng dòng đế công nghệ mới nhất của hãng Liling, đó là dòng đế ra mắt vào tháng 6 năm 2017. Và mẫu giày này cũng ra đời vào thời điểm đấy. Với dòng đế này thì một là nó rất nhẹ, hai là nó rất êm, ba là nó chống lật rất an toàn cho chân, bốn là nó rất bám mềm. Nói chung là trong các dòng đế Liling thì riêng bản thân Hùng thì Hùng thấy thích dòng đế này nhất, đơn giản vậy thôi. Đấy thì chất liệu của nó là chất liệu nó đủ các kiểu. Chất liệu da mọi người có thể nhìn thấy. Đấy mọi người nhìn thấy như nào thì nó như thế, cũng chả biết nói chất liệu nào. Cái phần này thì nó lại là sợi vải rất là đây, sợi của nó, sợi vải của nó như kiểu cước rất là chắc chắn. Đấy Hùng có thể tạo ra như cho em. Cái này thì lại da mềm, trên này da mềm. Mà chỗ này thì nó lại chất liệu khác, kiểu da trơn. Đại loại là đôi giày rất là chắc chắn, rất là ngon, giá gốc của nó cũng giống như mấy đôi kia. Anh em xem. Liling ITM081 giá gốc cũng 499 tệ, size 42. Size 42 mọi người lưu ý nhé, size 42 của Liling thì nó sẽ ghi là 42 1/3 nhé. Mọi người có thể nhìn tại sao như thế, mọi người có thể nhìn vào bảng size đằng sau hộp của giày Liling xong nó sẽ giải thích một chút cho mọi người hiểu. Ok, với các mẫu các size số lẻ mọi người có thể nhìn thấy ạ. Với size số lẻ thì có size 41, 43, 45 thì nó sẽ là size tròn, nó sẽ không ghi là 41 1/3 hay gì đó. Nhưng mà giữa size 41 và size 42 tức là size chẵn thì nó sẽ ghi là 42 1/3 hay là 41 1/3 hay là 44 1/3 nhá. Nếu mà mọi người mua được một đôi giày Liling mà nó ghi là size 40, 42 hoặc là 44 thì đó là giày fake nhá. Đây theo bảng size của Liling này, 41 1/3, 42 1/3, 44 1/3. Tức là khi mọi người đặt size 40, khi mọi người đặt size 42, khi mọi người đặt size 44 thì mọi người sẽ nhận được đôi giày nó sẽ ghi là 41 1/3 nhá. Tiếp theo là size 41, rồi tiếp theo đó là 41 2/3. Tức là 41 2/3 thì người ta còn gọi là size 41.5 nhá. Nếu mọi người bảo là đặt size 41.5 hay 39.5 hay 43.5 thì nó là size 41 2/3, 43 2/3 nhá. Đó thì đấy là size lẻ thì rất ít khi là có shop nào nhập, và size lẻ thì cũng gần như nó chả có mấy đâu. Nhưng anh em nào đi size 41 người bảo đặt size 42 thì sẽ nhận được 42 1/3. Đó, đặt 43.5 thì nhận được 43 2/3. Đặt size 39.5 thì nó sẽ là size 39 2/3. Mà size 39 2/3 của Liên Ninh thì sẽ bằng size 39 của các hãng khác như kiểu Cargo hay là Kumpo, dài đều 24.5 hết. Đấy Hùng giải thích một chút cho anh em hiểu hơn. Thì đến lúc Hùng tư vấn nó đỡ mất thời gian. Rồi anh em lại bảo Hùng gửi nhầm size, Hùng gửi 41 1/3 thì anh em lại bảo mua 40 cơ mà, thì chết. Đấy, thì với đôi này cũng 1.750.000, đôi này sale còn 880. Với đôi này thì cũng chỉ còn duy nhất size 42 thôi. Duy nhất size 42, còn hai đôi size 42 đây mọi người có nhìn thấy ạ. Hai đôi size 42. Đây là đôi giày mà Hùng lựa chọn đi 2 năm nay, và có lẽ sang năm thứ 3 Hùng sẽ tiếp tục lựa chọn đôi này và màu khác. Đôi này nó có 3 màu, nó là màu xanh, màu trắng và màu cam đen. Thì Hùng đã đi màu xanh và đôi này là năm trước. Năm nay Hùng đang đi đôi màu trắng và năm sau thì Hùng sẽ chuyển qua màu cam đen đi. Đôi này Hùng rất là thích vì nó rất là nhẹ, đi rất là êm, rất là thoải mái. Đấy, hôm qua có khách mua đôi này của màu cam đen, có phản hồi lại là đôi này anh đi cảm giác
có nghĩa là so sánh 5 năm, có nghĩa là so sánh ngang với đôi Yonex anh mua 2.8 triệu luôn. Khách nói thế. Ok, tiếp tục Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người mẫu giày cầu lông cuối cùng. Mẫu giày phải nói là bán chạy nhất bên Hùng, mà đợt tới thì Hùng vẫn có thể kiếm được nó. Mẫu giày này là mẫu giày rẻ nhất và siêu sâu nhất ở đây. Mẫu giày có mã là Nining AITN019. Đây là dòng đế của hãng này, đây là dòng đế của dòng này. Đó là dòng đế công nghệ, cũng có công nghệ chống lật, mọi người có thể nhìn thấy đấy ạ. Đế nó sẽ làm hơi bè ra, hơi bè ra. Đây mọi người có thể nhìn thấy được công nghệ chống lật, và đế này cũng chuyên cho sân bê tông luôn, chống mài mòn rất cao. Và chất liệu của đôi giày này thì nó kết hợp chất liệu da với chất liệu lưới, lưới dệt đây. Với chất liệu lưới dệt này thì đôi giày cực kỳ thoáng khí và thoải mái. Tiếp theo là cái chất liệu lưới, chỗ này nó lại chất liệu lưới khác, rất là chắc chắn, cũng rất là thoáng khí. Còn đây là chất liệu da, da mịn, khá là xịn. Đấy, nó còn có những miếng da 3D này, khi ánh sáng chiếu vào nó như kiểu cầu vồng ấy, và điểm nhấn cho đôi giày đấy, trên đấy giày cũng có rất là đẹp khi ánh sáng chiếu vào. Và đôi màu này là đôi màu đen đậm, phải nói là một cái màu sắc màu đen này thì rất hiếm gặp trong giày cầu lông. Tuy nhiên đây là một ngoại lệ, một đôi giày màu đen rất đẹp, rất là nhã nhặn. Anh em nào không thích loài này thì anh em có thể sắm cho mình một đôi này. X-Structure, công nghệ X-Structure ấy. Đấy, thì Hùng sẽ xoay hai bên đôi giày cho anh em xem. Với đôi này anh em cầy sân bê tông đỡ sót, bởi vì đôi này giá của nó rất là hợp lý luôn. Phải nói là giá rất là rẻ luôn. Với đôi giày này, Hùng đang sale 1.250.000. Giá gốc của nó là 1.250.000. Giảm giá còn 620.000 thôi mọi người nhé. Về phí ship thì mọi người cũng tự thanh toán, và cũng tặng hai cuốn cán chống trơn và một móc khóa cầu lông. Đó, đôi giày rất là ngon, bán rất chạy. Đôi này thì Hùng đợt tới Hùng vẫn săn được, nhưng hiện tại đôi này thì chỉ còn size 41 thôi. Nếu anh em đi size khác như kiểu size 40, 42 và 43 thì đợt hàng tới, trong khoảng 5-6 ngày tới thì bên Hùng sẽ về thêm cái mẫu này. Còn các mẫu khác thì đều hết rồi, đợt tới không kiếm được nữa. Đấy, thì rất may mắn là cho anh em nào đã mua được những cái mẫu giày của đợt sale vừa rồi, toàn những mẫu ngon, những mẫu hot, những mẫu độc lạ và rất là đẹp. Đấy, size 41 anh em, giới thiệu mấy đôi giày cổ lông mất 46 phút rồi cho anh em. Thì tiếp tục Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người các mẫu giày thời trang và giày chạy. Ok, chả hiểu làm sao hôm nọ bán hết sạch hàng rồi mà bây giờ vẫn moi ra sót một đôi này. Một đôi giày tầm cao của hãng Li Ning. Đôi giày chạy, đôi giày chạy thời trang, vừa chạy vừa thời trang, dáng của nó rất giống Ultra Boost đúng không mọi người. Đế của nó rất là xịn luôn. Khỏi nói rồi. Đế này nó có 3 lớp. Lớp bề mặt này mọi người có thấy, thể thấy cao su. Cao su chống mài mòn và rất bám. Lớp thứ hai đó là lớp này người ta gọi là công nghệ gì, giảm chấn, siêu giảm chấn của Li Ning luôn. Giống như cushion của Yonex đây này. Và lớp thứ ba là lớp trên này là lớp gọi là lớp công nghệ cloud của Li Ning. Lớp cloud này thì nó làm hơi mỏng. Nên mọi người có thể nhìn thấy cái biểu tượng này, biểu tượng này chính là biểu tượng của công nghệ cloud. Công nghệ gọi là công nghệ giảm chấn bọt biển của hãng Li Ning, công nghệ siêu giảm chấn, siêu hấp thụ lực. Mọi người có thể hiểu đơn giản như thế. Đấy, chất liệu vải của nó thì là chất liệu vải dệt, rất là dày dặn. Dáng của đôi giày này rất là đẹp. Thực sự ở đôi này Hùng chả hiểu sao Hùng nhét ở đâu mà nó còn sót một đôi size 42 anh em ạ. Thế nên là anh em nào đi size 42 thì liên hệ Hùng để rẻ cho. Đôi này giá gốc là 1.750.000. Hùng để rẻ cho anh em nào liên hệ Hùng ngay giá 750.000 nha, Hùng thanh lý mà. Cái đợt thanh lý trước Hùng chả hiểu sao Hùng để sót đôi này. Anh em nào lần trước mà muốn mua đôi này size 42 mà mua hụt thì liên hệ Hùng ngay nhá. Mã của đôi giày đây, Li Ning Cloud đây. Mã của đôi giày là Li Ning ARHM133. Nó thuộc dòng Li Ning. Đây, Li Ning phân nó thuộc dòng nó là Cushion Running Saw. Rồi giày chạy siêu giảm chấn. Size của nó cũng là size 42, 42 1/3 nha các bạn. 42 1/3 tức là size 42 của Li Ning nhá, chứ 42 chứ Li Ning không có size nào size 42 tròn đâu. Giá gốc cũng là 499 tệ, size là 9 US nha. Anh em, đấy. Thì đôi giày này thực sự rất ngon, nếu mà anh em nào không lấy thì thôi, không để lại, không đi. Tại vì đôi này rất là đẹp. Tại vì Hùng nhiều giày quá. Chứ không thì Hùng cũng lấy, chứ Hùng bán đi cũng tiếc có 750 ạ. 1.750.000 sale còn 750. Mua trong store 1.750.000 mua của Hùng 750. Mọi người nghĩ sao? Tiếp theo Hùng sẽ giới thiệu đến mẫu giày còn lại thì còn nữa một mẫu giày cầu lông nữa anh em. Mẫu giày này thì phải nói là siêu đẹp và siêu hiếm. Đây là mẫu giày Li Ning AITK079. AITK079 nó ra mắt vào năm 2015. Và ra bao nhiêu thì hết bấy nhiêu, và giá của nó chưa bao giờ xuống bên dưới một mức giá là 1.050.000. Ngày xưa Hùng lấy được mức giá rẻ nhất cho anh em cũng là 1.050.000. Đó, và mẫu này đã là gần như là mẫu đầu tiên và mẫu duy nhất mà Hùng gặp được, đó là Li Ning họ tái sản xuất. Bản này cũng giống như bản gốc thôi, nhưng mà nó được sản xuất vào năm 2018. Mẫu này là mẫu còn thậm chí là mới nhất bây giờ, có nghĩa là sản xuất gần đây nhất, nó là 2018. Đây là công nghệ Li Ning Saga, nó giống với đôi AITM039 kia. Thì mã này, đôi này là Li Ning AITK079. Đó, thì chất liệu của nó là chất liệu da, nhìn như da rắn này mọi người thì nhìn thấy rất là đẹp, bắt mắt. Đây, đôi giày cực kỳ đẹp luôn anh em. Màu xám đen. Thì hôm nọ Hùng kiếm được cũng khá nhiều nên Hùng bán hết sạch rồi. Thì bây giờ chỉ còn sót lại size 40 thôi. Anh em nào đi 40 liên hệ Hùng nhá. Đôi này chỉ còn duy nhất size 40 với một đôi size 43 nữa. Size 40 với size 43 nha anh em. Đợt tới thì Hùng cũng có săn được vài đôi size 40 nữa, các size khác thì không kiếm được nữa. Đôi giày này giá gốc cũng là 1.750.000, giảm giá còn 920. Phí ship thì khách hàng tự thanh toán.
và cũng tặng hai quần gắn chống trơn một móc khóa. Với đôi giày này thì đây là lần cuối cùng mà mọi người có thể mua. Hùng khẳng định như thế bởi vì Hùng đã săn tất cả các shop của Li-Ning Store Trung Quốc rồi và cũng chỉ nhặt nhạnh được một vài đôi thôi. Bây giờ sau cái đợt này thì mọi người có bao nhiêu tiền mọi người cũng không mua được. Nhưng quan trọng cái đợt này là đợt gọi là cái mức giá rẻ nhất từ khi mẫu giày này ra mắt. Nó là 1.700.000 siêu còn 920. Đây mọi người có thể nhìn thấy. Rất là đẹp. Với dáng đôi này thì nó rất là gọn chân nha anh em. Cái chất liệu bên trong này thì nó kiểu bông bông. Đó, nó không làm giống đôi khác kiểu bông bông. Đôi giày này rất là đẹp. Hùng nhìn Hùng còn rất là mê, với tội là không có size của Hùng. Có size của mình chắc mình lấy mẹ đôi đi rồi. Nói thật. Đôi đẹp quá. Đó. Khách nhận được hàng thì feedback này, khen ầm ầm luôn. Mọi người có thể xem trên trang cá nhân Facebook của Hùng. Đó. Rất là đẹp. Còn duy nhất size 40 và size 43. 40 còn 2 đôi, 43 còn 1 đôi. Đấy thì tiếp tục Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người mẫu giày chạy. Ok, 3 mẫu này thì nó cùng là một mẫu thôi. Nó cùng là một mẫu thôi. Đều là Li-Ning Superline 14, mẫu giày gọi là phải nói là làm điên đảo thị trường giày chạy của Li-Ning cũng như là giày chạy của thế giới vào năm 2017. Mẫu giày Li-Ning họ gọi là mẫu giày biết thở. Khi mọi người nhìn thấy cái chất liệu vải dệt và nhìn thấy Hùng quay như này, chắc là mọi người biết là đôi giày này nó thoáng như nào. Chúng ta có thể nhìn xuyên từ bên này sang bên kia, nhìn xuyên vào bên trong. Và đôi tại sao nó Superline? Đơn giản vì nó siêu nhẹ. Siêu nhẹ là tại sao nó siêu nhẹ? Bởi vì nó nặng có hơn 300g một đôi giày thôi bạn ơi. Đấy thì đôi giày này mọi người có thể nhìn thấy mặt đế của nó rất là bám nền. Ở giữa này thì nó có một miếng carbon. Đây là công nghệ chống xoắn. Chỉ những đôi giày cao cấp mới có. Tiếp theo là công nghệ của nó áp dụng là công nghệ đế, đó công nghệ giảm chấn Cloud Lid này. Mọi người có thể nhìn thấy cái biểu tượng này. Cloud Lid có nghĩa là công nghệ siêu giảm chấn, công nghệ bọt biển, nhưng mà nó Lid có nghĩa là siêu nhẹ luôn. Đấy thì với cái công nghệ đế này nó rất là êm, hấp thụ lực cực kỳ tốt. Gần như hấp thụ lực và nó còn đàn hồi lực, khiến cho chúng ta thẳng giáp đôi giày đi rất là êm. Vải dệt thì nó nhìn mỏng manh thôi nhưng nó cực kỳ chắc chắn mọi người ạ. Phía sau này thì nó có các miếng nhựa đây, mọi người có thể nhìn thấy chữ Superline ở đây. Và sau cái miếng vải dệt này, sau miếng vải dệt này là một tấm nhựa rất là to đỡ gót ở phía trong. Và nó bề mặt của nó là chất phản quang mọi người, có nghĩa là khi ánh sáng chiếu vào nó sẽ lóe sáng, kiểu mọi người chạy ban đêm ấy. Ánh sáng chiếu vào thì đôi giày này nó lóe sáng lên. Mọi người có thể nhìn thấy trên dây giày có những đường chỉ ở giữa này, cũng chính là chất liệu phản quang, khi có ánh sáng chiếu vào nó lóe sáng lên rất là đẹp. Bản thân cái miếng vải màu vàng này, Superline này cũng là công nghệ phản quang luôn. Đấy mọi người. Đôi giày này thì là một đôi giày nổi tiếng trên toàn thế giới của hãng Li-Ning, chứ không phải duy nhất nổi tiếng trong hãng Li-Ning. Nó là mẫu giày Superline, dòng giày chạy siêu nhẹ của hãng Li-Ning, siêu hấp thụ lực và siêu nhẹ. Đi đôi này mùa hè thì cực kỳ thoáng chân, đi cực kỳ êm, cực kỳ sướng. Nói chung đi như kiểu bay ấy mọi người ạ, kiểu như thế. Đây cái hộp của nó, hộp của dòng Superline này thì nó rất là lạ, nhìn nó khác hẳn với các dòng khác. Nhiều người nhìn vào tưởng giày fake vì họ không biết đây là thiết kế riêng cho dòng Superline. Nhìn cái hộp của nó cái kiểu cũ cũ ấy. Giá gốc của đôi này là 479 tệ thì nó rơi vào khoảng 1.600.000 mọi người. Với đôi này thì có 3 màu. Đây. Rồi nó xếp vào dòng Lightweight Running Shoe. Light hình như là nhẹ, khối lượng nhẹ, giày chạy khối lượng nhẹ. Đó, có thể dịch là như thế. Thì nó có 3 màu. Mọi người quan sát lại, đây là màu xanh dương. Hùng điều lại thích nhất là màu xanh dương. Đấy, nên là Hùng giới thiệu mọi người trước. Mọi người yên tâm hàng chính hãng 100%, có thể check code kiểm tra chính hãng nha mọi người. Mà phát hiện nó hàng giả Hùng đền gấp 10 lần tiền mọi người mua giày, mọi người yên tâm. Và chất lượng giày cũng hoàn toàn đảm bảo 100%, mọi người không cần phải lo lắng gì khi mua hàng bên Hùng. Với đôi màu xanh dương thì còn một đôi size 37, một đôi size 38 và một đôi size 39. Tiếp. Màu tiếp theo, nếu anh em không thích những màu lè lẹt, không các chị không thích những màu lè lẹt thì mọi người có thể tham khảo cái màu xám này. Màu xám này thì bán chạy nhất. Hùng thấy nó không đẹp nhất so với Hùng, mà tại sao nó lại bán chạy nhất thì có lẽ là cái đấy phải hỏi khách hàng. Đó thì màu xám. Với đôi này thì chỉ còn duy nhất một đôi size là một đôi này, để Hùng gạt lên xem. Còn duy nhất một đôi size 37 thôi, duy nhất một đôi cuối cùng. Và tiếp theo cuối cùng, nó nữ tính hơn một chút, đó là màu hồng. Nếu chị em nào kiểu nữ tính và baby một chút thì chị em có thể chọn màu hồng này. Đấy, màu hồng này thì rất là nữ tính, rất là đẹp. Tất cả công nghệ nó vẫn đều thế, nó chỉ khác màu thôi. Giá gốc chỉ ở 1.600.000, à dùng thanh lý giảm. Thanh lý nha, không phải giảm giá nữa. Mà cái này Hùng thanh lý trong đợt thanh lý vừa rồi thì nó còn sót, tại vì Hùng hơi bận, không có thời gian để đăng lại. Thì tiện làm video này giới thiệu luôn. Rồi đôi này 1.600.000. Thanh lý 650.000, hàng chính hãng 100%, anh em không cần phải lăn tăn gì về chất lượng cũng như là nó chính hãng hay không. Cũng đã nói chính hãng 100% mà check code được thì mọi người sẽ check code được. Đấy, tiếp tục một đôi giày tiếp theo. Đôi giày là đôi giày này nhìn rất đơn giản thôi, nhưng mà mình phải nói thẳng là đôi giày này là đắt nhất trong tất cả các đôi giày ở đây. Ok, đây cũng là một đôi giày chạy, giày thời trang, giày đi tập gym, giày đi bộ. Đấy, thì nó nhìn chất liệu này, đế này của nó thì cũng có 3 lớp. Lớp bề mặt mọi người thì nhìn thấy nó sẽ rất bám và nó chống mài mòn tốt. Lớp thứ hai là lớp cái đế ở gót này, nó là lớp gần như kiểu đệm khí ấy, kiểu như thế mọi người nhìn thấy giống kiểu đệm khí. Lớp thứ ba là cái lớp này gọi là công nghệ Li-Ning ARC. Lớp này nó rất dày, ở đây là cái công nghệ phải nói là hấp thụ lực tốt nhất của hãng Li-Ning, có nghĩa là với đôi giày nào mà có cái công nghệ, cái chất liệu đế này ấy, thì nó là êm nhất. Nói đơn giản như thế thôi. Hùng đang đi hai đôi giày giống hệt như này, chỉ khác màu thôi, màu đỏ. Mình vứt ở cửa trời. Đấy, không bốc phét đâu, vứt ở cửa hay vứt đâu ấy, không tiện lấy ra tại vì nó bẩn quá, muốn lôi ra.
mình đi giày tại nhà nhiều giày nên nhiều khi phá. Đấy thì chất liệu đế của nó 3 lớp, đây là dòng cao cấp nhất của Li Ning rồi. Đấy, nhìn nó rất là đơn giản và đẹp. Chất liệu vải dệt rất là dày dặn và giữ form nha mọi người. Đấy, đôi giày này nó cổ thun nhá. Với cổ thun thì mọi người thỏ ra và cởi ra và đeo vào thì rất dễ dàng. Cái dây này gần như chỉ để trang trí thôi anh em ạ. Các chị em ạ, chị em chỉ cần buộc dây giày này vào và mỗi lần xỏ giày thì chỉ cần kéo hai bên cổ giày và xỏ chân vào. Lúc nào tháo ra thì cũng chỉ cần tút tụt chân ra là xong. Có nghĩa là đôi giày này mọi người không cần buộc dây một lần dùng cả đời. Đấy, hiểu đơn giản là như thế. Chả hiểu sao mình nói cái gì từ nãy giờ mà gần 30 phút rồi ạ. Sorry câu giờ của anh em quá. Ok, đôi giày này duy nhất còn size 38 nhá. 1.900.000. Đây này, giá gốc của nó này, mọi người có thể xem. Mã ARHN014 giá gốc là 539 tệ. Dòng cao nhất của Li Ning rồi. Chỉ còn size 38 thôi nhá. 38 tức là 38 1/3 đấy, là size 38 ấy. Đấy. Đôi này nếu mà bảo độ êm thì đôi này êm nhất trong tất cả đôi ở đây, chả đôi nào so sánh được. Đơn giản vậy là cũng là đôi đắt nhất. Và cuối cùng là đôi giày này. Đôi giày này nói là dùng sẽ cũng thanh lý giá sâu nhất luôn. Giá gốc của đôi này 1.750.000, màu tím thủy chung, dành cho chị em phụ nữ. Đây, với đôi này thì đế nó cũng có 3 lớp. Lớp bề mặt này chống mài mòn rất là cao. Lớp thứ hai là lớp công nghệ cũng kiểu khí kiểu kia, chả biết nói nào. Lớp thứ ba cũng là lớp ARC, lớp siêu giảm chấn mình vừa giới thiệu đôi trước đấy, nhưng mà lớp này nó làm mỏng hơn nên là nó không êm bằng. Nhưng ngược lại chất liệu da của đôi này rất chắc chắn là nó sử dụng công nghệ ép nhiệt cho mọi người có thể nhìn thấy đây, chất liệu da này nó ép nhiệt thẳng vào cái lớp. Đây, cái lớp vải này, lớp vải dệt này rất mềm mại và rất thoáng khí này. Đôi giày này form của nó rất là chắc chắn. Đôi giày này form của nó rất là kiểu nhìn rất là cứng ấy. Đấy, sau cái lớp vải này nó còn một miếng nhựa bên trong, có nghĩa là một miếng rất là cứng ở phía bên trong. Đấy thì đôi giày này rất là đẹp, chỉ mỗi tiếc là nó có mỗi màu tím thôi, màu khác thì bên Hồng thanh lý hết mất rồi. Đôi này cũng lấy khá nhiều nhưng nó còn sót lại size 37, size 38, size 39 nha. Có đủ size 37, size 38 và size 39 thì giá của nó là, thôi này, mình ngu rồi, mình quay bằng cái máy này thì lấy video khó lắm này. Giá gốc của nó 1.750.000 thì Hồng sẽ thanh lý giá 650 thôi. Hàng chính hãng 100%, anh em hoàn toàn yên tâm. Thế thôi, Hồng kết thúc video đây. À mà chờ đi ạ. Đấy, ngoài ra thì tiện có đống tất thì giới thiệu này. Tất dung đích xịn nha anh em. Màu trắng này thì của nam, màu hồng thì là của nữ. Đấy, với màu trắng thì nó là giày tất của nam. Cho giày từ size 40 đến size 45 nha. Màu nữ thì cho giày từ size 35 đến size 40. Đấy, kia có lấy được ít giáo trình thì Hùng sẽ nói giới thiệu sau đây. Cái tất Yonex chính hãng này mọi người có thể nhìn thấy tất Yonex xịn này thì nó rất là dày. Biểu tượng Yonex thì nó thêu rất là chắc chắn rồi. Chất liệu của cái tất Yonex này thì nó chia làm hai phần. Phần cổ thì chất liệu nó hơi khác chút, phần dưới nó chất liệu hơi khác chút. Nó rất là êm, đi rất là êm, thấm mồ hôi, đặc biệt là nó đỡ hôi chân hơn tất phách rất là nhiều. Dĩ nhiên là anh em ra nhiều mồ hôi mà anh em cứ để nó ẩm thì dĩ nhiên không cái nào nó không hôi cả. Nhưng nó gọi là nó gần như nó thoáng ấy, đâm ra nó đỡ hôi đi hơn rất là nhiều. Chân ông nào hôi quá thì nó mới hôi được, còn chân bình thường thì không bao giờ bị hôi. Về chất nó không bị rão. Với tất xịn này thì nó không bị rão, nó rão rất là ít. Có rão nhưng rão rất là ít. Nhưng nó rất là ôm và giữ form, và đặc biệt phía bên trong đôi tất thì nó có một lớp như kiểu lớp bông ấy. Một lớp bông bên trong ấy thì nó thấm mồ hôi rất là tốt và nó cái chất lớp bông này nó khiến cho chúng ta đi cảm giác nó rất là êm. Đấy, chúng giới thiệu chúng đang sử dụng nó luôn. Thì mới kiếm được một ít thôi, giá cực kỳ tốt anh em. Ngày xưa tất này vào thị trường Việt Nam khẳng định là đã có những em mua nó mức giá 120-130.000 một đôi. Và bây giờ vẫn có những người ở các shop tỉnh lẻ họ vẫn bán giá như thế. Tuy nhiên bây giờ thị trường cạnh tranh rồi thì giá thị trường trung bình bây giờ nó rơi vào khoảng 80.000 một đôi. Nhưng nếu anh em đặt tất của Hùng ấy, Hùng chỉ bán có 65.000 một đôi thôi. Mọi người xem video này sẽ mua được mức giá 65.000 một đôi. Và anh em nào mua từ 5 đôi trở lên thì sẽ được mức giá 60.000. Phí ship thì mọi người tự thanh toán, Hùng bán quá rẻ rồi. Thì phí ship mọi người tự thanh toán nhá. Mua 5 đôi trở lên thì mức giá 60.000. Nếu anh em nào muốn mua thì thôi tiện thể rủ luôn thằng cùng sân, anh em cùng sân mua 5 đôi 2 3 lần chia nhau đơn giản mà. Thì giá có 60.000 một đôi thôi. Đấy, cái túi này rất là xịn. Màu trắng thì của nam, màu hồng thì của nữ nhá. Đấy, 65.000 một đôi thôi, rẻ nhất thị trường. Mua cái gì của Hùng cũng rẻ nhất. Tiếp theo Hùng giới thiệu đến anh em cái quyển sách cầu lông này, giáo trình này. Thực ra thì Hùng mới đầu Hùng cũng không nghĩ là Hùng sẽ mua nó về, nhập nó về bán đâu. Nhưng mà thực sự Hùng nó thấy, trước tiên là Hùng thấy nó thực sự rất hay và nó rất là thực tế. Nếu mà anh em xem kỹ thuật, xem video hướng dẫn trên mạng thì anh em chỉ có thể học được kỹ thuật thôi. Và thậm chí nếu không có những lời giải thích rõ ràng của người hướng dẫn thì mọi người sẽ không hiểu được kỹ thuật. Tuy nhiên trong quyển giáo trình này thì nó có đầy đủ tất cả mọi thứ mà anh em dân cầu lông cần, không phải nói thẳng là như thế. Hùng cũng đang đọc nó, đang nghiên cứu nó, quyển sách của Hùng nó còn sắp lát tươm rồi. Đấy, thì Hùng tí Hùng sẽ quay quyển sách trên kệ sách của Hùng cho mọi người xem. Với quyển giáo trình cầu lông này thì đang bán, đây là giáo trình, đây là quyển giáo trình được dùng để giảng dạy chính thức tại trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn Bắc Ninh. Và nó là giáo trình cho các gọi là sinh viên chuyên sâu về cầu lông mọi người. Đấy, thì trong quyển giáo trình này có gì? Hùng nói đơn giản, nó có tất cả các thứ về cầu lông, từ cơ bản đến một số thứ nâng cao. Nó sẽ hướng dẫn tất cả mọi người các kỹ thuật cơ bản, giao cầu, cầm cầu, phát cầu, đập cầu, chém cầu, ve cầu như nào. Rồi thì nó sẽ dạy phần hay nhất, Hùng thích nhất trong quyển giáo trình cầu lông này, đó là chiến thuật thi đấu cầu lông đơn và đôi. Nó có rất nhiều chiến thuật mà mọi người đọc xong mọi người sẽ mở mang rất nhiều, và mọi người sẽ cảm thấy tự tin hơn và chủ động hơn trong khi đánh cầu. Đó là điều Hùng cảm nhận được sau khi Hùng nghiên cứu quyển sách này. Ngoài ra thì nó còn có phương pháp huấn luyện,
tâm lý, phương pháp huấn luyện thể lực, phương pháp huấn luyện tốc độ, rồi thì sức mạnh, rồi thì sức mạnh ấy và sức bền trong cầu lông, cùng với đó là nó còn hướng dẫn cách biên soạn tài liệu, rồi thì luật thi đấu cầu lông, rồi thì lịch sử cầu lông. Nói chung là nó nhiều lắm mọi người ạ. Thế nên là nó có tất cả những gì mọi người cần tìm. Thì quyển giáo trình này đang được bán tại trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn Bắc Ninh với mức giá là 140.000 trên một cuốn. Tuy nhiên anh em nào đặt qua hồng sẽ được mức giá là 120k trên cuốn, và 20 người mua đầu tiên sẽ được mức giá 100.000 nha mọi người. Còn phí ship thì mọi người tự thanh toán thôi. Bán rẻ thế rồi mà hồng ship cho mọi người nó thành hồng thành lỗ. Cái này thì thực chất là hồng chỉ gọi là lấy thêm về bán, gọi là phục vụ anh em thôi, chứ còn nói về lãi thì nó chả đáng bao nhiêu. Chẳng qua là hồng thấy nó hay nên là hồng muốn tiện giới thiệu anh em luôn. Anh em mua gì thì mua cùng quyển giáo trình này luôn cũng được. Giá có 100.000 trên một cuốn nếu mà anh em nào 20 anh em liên hệ đầu tiên. Còn giá sẽ là 120. Còn giá gốc của nó, giá thị trường là 140 nha mọi người. Đấy, trong quyển giáo trình cầu lông này nó có nhiều thứ mà. Rồi tiện mà thôi, để hồng sẽ làm cái video đây này. Nó quyển sách này gần 500 trang anh em, 467 trang. Đây, đọc lật cái mục lục đã hết chục trang rồi. Thì hồng sẽ cho anh em đi xem qua mục lục nha. Đấy, hồng sẽ tự quay, hồng sẽ không đọc nữa rồi. Đấy. Đấy, hồng sẽ sang trang tiếp theo. Tất cả các thứ về cầu lông. Học trên mạng chỉ học được kỹ thuật thôi mà chưa chắc nó đã đúng. Nhiều khi mình nhìn theo, nhưng mà đọc trong sách này nó còn chỉ cho các lỗi sai, mọi người sẽ nhận ra dễ dàng hơn. Cùng với đó là phần chiến thuật là hay nhất. Đấy, các nguyên tắc và phương pháp dạy cầu lông. Cái này còn, quyển sách này còn dành cho những người những huấn luyện viên cầu lông và những ban tổ chức giải đấu cầu lông luôn. Giảng dạy chiến thuật cầu lông này, chiến thuật kiểm tra đánh giá cái gì đây. Cái này thì thừa cho giáo viên huấn luyện thể lực, tâm lý và động viên này. Đấy, nó sẽ có trạng thái tâm lý và cách khắc phục như nào. Đây, huấn luyện sức bền này, sự mềm dẻo này. Hùng mới đọc xong phần chiến thuật với một số kỹ thuật, nhưng còn chưa đọc đến những phần này. Đấy, còn có cả phương pháp biên soạn nữa đấy, mọi người xem rất là nhiều, tất cả mọi thứ về cầu lông luôn. Đấy, còn mấy trang mục lục này, bao nhiêu thứ này. Đấy, chụp màn hình lại mà xem. Đây, lại thêm một trang nữa này. Một lục dài hết chục trang. Đấy, cái này thì cho ban tổ chức giải đấu cầu lông. Đấy, thì giáo trình cầu lông thế ông chỉ bày ra chục quyển ở đây thôi. Tại vì sao lại có giá tốt như thế cho anh em? Bởi vì là hồng nhập cái số lượng rất là lớn. Hồng nhập 200 cuốn cơ. Đây, cả tải sách. Hai tải không chỉ một tải đâu, còn sách thôi. Tất nữa, tất nhập mấy trăm đôi thôi. Nên mới giá tốt như thế, chứ không bình thường giá như thế. Hồng nhập nguồn từ nguồn trực tiếp. Nên là giá bao giờ nó cũng gần như là đéo thằng nào rẻ bằng. Mới đơn giản vậy. Đấy, thì đấy là các mẫu dịch cầu lông, cũng như là tất Yonex, cũng như là giáo trình. Thì anh em cần mua gì thì cứ liên hệ Hùng và ủng hộ Hùng nhá. Không bao giờ phải lo hàng đểu, hàng kém chất lượng, không bao giờ phải lo hàng fake, không bao giờ phải lo là có thằng nào bán rẻ hơn. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ support Hùng nhá. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ.